Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay com Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học bài Người ngồi đợi trước hiên nhà của tác giả Huỳnh Như Phương Sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 bộ sách chân trời sáng tạo Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau đến với phần xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác của văn bản Bài học ngày hôm nay được trích trong tuyển tập Thành phố những thước phim quay chậm của nhà xuất bản trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 Bố cục bài học gồm có 3 phần. Phần đầu từ đầu cho tới đôi người đôi ngã, nội dung phần này là nói tới tình cảnh ly tán kẻ bắc người nam của những gia đình có người tập kết ra bắc. Phần 2 từ tiếp theo cho tới tìm mộ phần của Dược. Nội dung phần này là tình cảm đáng thương của dì Bảy khi Dược bảy ra chiến trận. Cuối cùng phần 3, phần còn lại, nội dung chính là tấm lòng thủy chung son sắt của dì bảy tiếp theo ta sẽ đến với phần 3 tóm tắt văn bản bài học ngày hôm nay chính là bài tản văn kể về số phận bất hạnh của dì bảy có chồng đi tập kết ra bắc Vợ chồng dì bảy mới lấy nhau vọn vẹn có một tháng Dì bảy kiên nhẫn chờ chồng mình suốt 20 năm trời Đến ngay cả khi dì biết chồng mình đã bỏ mẹ ở chiến trường Thì dì vẫn một lòng thủy chung và son sắt Không hề rung động trước bất kỳ ai Tiếp theo ta đến với phần 2 là khám phá kiến thức Đầu tiên ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhân vật dì bảy hoàn cảnh của dì như sau đó chính là khi mới lấy nhau được một tháng thì dượng bảy đã phải tập kết ra bắc làm cho đôi người đôi ngã vào cuối năm 1975 thì gia đình dì nhận được giấy báo tử dượng ngã xuống trong trận đánh ở xuân lộc cửa ngõ phía đông bắc sài gòn chỉ 10 ngày trước khi chiến tranh ngưng tiến súng hạnh phúc ngắn chẳng tài gan dì dượng đã phải chia ly mãi mãi ta thấy rằng ở dì bảy với tính cách nổi bật nhất chính là phẩm chất yêu thương chồng mỗi ngày sau khi đi làm đồng về thì dì thường ngồi trên bộ phản gõ ngoài hiên nhìn ra con ngõ nơi ngày xưa dượng cùng những người đồng đội lần đầu đến nhà xin chỗ trú quân dì còn cầu nguyện cho dượng tránh hòn tên mũi đạn nơi chiến trường phẩm chất tiếp theo mà dì bảy chúng ta có thể thấy được đó là sự thủy chung và tình nghĩa của dì. Năm dược bảy đi thì dì chỉ mới 20 tuổi. Cho đến khi 20 năm sau đó, dù có những người dạm hỏi, ngỏ ý nhưng dì vẫn không lung lạc. Ngày hòa bình thì dì đã qua tuổi 40, vẫn có người đàn ông đến để ý gì nhưng lòng dì đã không còn rung động cho dù có cô đơn lẻ loi thì dì vẫn một lòng thủy chung với người chồng đã khuất của mình. Vậy thì qua những phẩm chất của dì, ta thấy được dì Bảy là một người phụ nữ vô cùng đức hạnh, đại diện cho những phẩm chất của người mẹ, người vợ Việt Nam anh hùng, hy sinh cả thanh xuân, tuổi trẻ của mình, nén nỗi đau cá nhân vào bên trong, âm thầm góp sức và sự nghiệp giải phóng dân tộc tiếp theo ta tìm hiểu tới nhân vật dượng bảy gia cảnh của dượng bảy như sau dượng bảy là người tam kỳ quảng nam mồ côi cả cha lẫn mẹ dượng bảy đã đi bộ đội và đóng quân ở làng nhân vật tôi thầm yêu gì rồi đơn vị đứng ra tổ chức lễ cưới nhưng dượng bảy lại có một số phận vô cùng đau thương chỉ một tháng sau khi lấy vợ thì đơn vị đã chuyển đi đôi người đôi ngã Dượng Bảy đã hy sinh trong trận đánh ở Xuân Lộc, cửa ngõ phía đông bắc Sài Gòn, chỉ 10 ngày trước khi chiến tranh ngưng tiếng súng. Ta thấy rằng, thông qua hoàn cảnh và số phận đau thương, Dượng Bảy hiện lên là một người anh hùng ra đi bỏ lại đằng sau, gia đình, người thân để chiến đấu, bảo vệ đất nước, khiến cho dân tộc được bình yên, hạnh phúc. ta thấy rằng với nhân vật dượng bảy không chỉ là người anh hùng mà còn là một người vô cùng yêu thương gia đình thể hiện ở chỗ dượng bảy thỉnh thoảng gửi thư về những lá thư được gói trong bọc ni lông bé tí gần cuối cuộc chiến tranh thì tin nhắn của dượng về nhà ngày càng thường xuyên hơn khi bị lỡ mất chuyến xe về thăm gia đình thì dượng đã nhờ một người đi đường báo tin cho gia đình và gửi tặng gì chiếc nón bài thơ như vậy ta thấy rằng dược bảy luôn nhớ tới gia đình luôn nhớ tới người vợ tảo tần phải chịu nhiều thiệt thòi vất vả của mình đấy thông qua câu chuyện ngày hôm nay tác giả đã gửi gắm tới cho chúng ta thông điệp ý nghĩa như sau tác giả ca ngợi đức hy sinh thầm lặng thủy chung và tình nghĩa của người vợ có chồng tham gia chiến trận Xót thương cho những người lính phải bỏ mạng nơi chiến trường và ngầm lên án tố cáo chiến tranh tàn ác đã đẩy những gia đình vào cảnh ly tán và chia lìa. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong bài học ngày hôm nay. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để tìm hiểu chi tiết các tác phẩm khác nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau.